Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình chia sẻ cái này rất là hay cho các anh chị mà thích nghe nhạc đĩa than á, gọi là những cái đĩa mà lâu năm mà nó bị nổ đột bột á. Thì hôm nay em có một cái rất đơn giản thôi mà các anh chị không cần tốn công tốn sức mà không có sợ đĩa nó hư. Thì ở đây một số đĩa em đã sử dụng và em đã làm và rửa nó như thế nào, mời các anh chị xem nha. Thứ nhất, để em nói cho anh chị xem, cái đĩa của chúng ta sử dụng lâu ngày chúng ta bám mồ, do cái tay của chúng ta có dầu, mồ hôi, đồ ăn, thức uống, chúng ta khi sử dụng quên sờ vô cái đĩa này thì lâu ngày nó sẽ bị dơ đó. Nhưng các anh chị yên tâm là một điều là chúng ta không sử dụng bằng bất kể một cái loại hợp chất nào để tẩy và lau chùi nó nhá. Đây là một cái đĩa mà em được lấy sử dụng cũng đã lâu và em đã lau qua một cái cách rất đơn giản. Em lau một cách rất đơn giản và em đã làm mấy đĩa và nghe nó đỡ đi rất là nhiều, nó đỡ đi rất là nhiều nha các anh chị. Nào, bây giờ em lấy một cái đĩa này ra, đĩa này em cũng đã lau chùi rồi, lau chùi mà lúc trước thì nghe nó lột bột. Đây đĩa con chùi. Vậy thì cái đĩa con chùi này em đang mở nha, em vừa lau chùi xong. Bây giờ em lấy một cái đĩa dơ ngang đi, một cái đĩa này nó sẽ dơ cho các anh chị xem nào. Do lâu ngày mình sử dụng bụi này, đây là nhóm ba lốt rút là ha. Thì bây giờ các anh chị cùng xem nha, em rửa nó như thế nào. Có nhiều bạn rửa thì các anh chị sợ rằng nó hư đĩa, nhưng thực tế nó không có hư đâu, thực tế nó có hư mà là nó cực sạch. Rửa trên không, mà trên không mà dùng bằng vòi nước thôi, không có vấn đề gì. Mời các anh chị đi với mình đây, và mình sẽ làm cái việc đó cho các anh chị xem. Chúng ta mở xong chúng ta cất đi, nó bám bụi lâu ngày sử dụng rồi nó kêu lộp bộp. Hôm nay chúng ta sẽ làm một cách đơn giản nào, là các anh chị xem em nha. Không hư đĩa đâu các anh chị, nếu mà hư đĩa em chịu trách nhiệm cho các anh chị luôn. Hư đĩa em chịu trách nhiệm cho các anh chị nha. Có thấy không? Có thấy em không? Tối quá, bị phản rồi mặt trời đó. Ok, nào các anh chị xem nha. Em không có dùng cái gì mà lau cầu kỳ đâu. Các anh chị không phải sợ cái giấy này nó bung ra đâu nha. Đây là cái vòi nước, các anh chị cứ xịt lên cho em, cứ xịt hết đi vào cho em nha. Đấy. Rồi sau đó chúng ta lấy cái giẻ này, nước sạch nha, chúng ta lau nước sạch hết nha. Lau sạch phải nhanh nha, chứ rồi nó bong cái mạc giấy ra rồi. Ok nha. Rồi bây giờ em sẽ làm cái gì đây? Lúc này chúng ta dốc ngược nhanh lên để cho nó chạy vào cái khe, nó chạy toát hết nước, nó không có dính vào cái miếng giấy, cái mạc giấy của cái đĩa than này ha. Ok nào, bây giờ em xịt nè, anh chị xem nào. Ok rồi, chúng ta sẽ dùng cái này xịt. Nó không kịp bụi bám luôn, không kịp thấm ướt vô đấy, bung cái tờ giấy đâu, không phải lo đâu, không lo đâu nha. Tại sao có những người xài đĩa than này là cứ cả xài mà nó cứ nổ lột bột, càng lau nó càng nổ lột bột, bởi vì cái vết bông gòn chúng ta lau cái vải nó vẫn còn nằm ở trong cái khe rãnh của nó, cái đường ray của nó, nó vẫn có bụi, thì chúng ta cứ cầm cái đĩa này lên giống như là lau trên không, xịt nước vô và lau chùi bằng khăn, bằng là nước sạch hết. Cái hóa chất chúng ta lau chùi vào hóa chất thì hóa chất vẫn bám trong đầy nha, vì nước sạch thì nó sẽ là sạch nhất. Rồi
nó hết nổ rồi, bộp rồi. Bây giờ chúng ta cùng thử. Trước khi thử á thì chúng ta nên nhớ ra một điều này là ngoài trời đang nắng đúng không anh chị? Ngoài trời đang nắng đúng không? Và ngoài trời đang nắng, ok. Chúng ta làm một cái việc là đã phơi chỉ có nó vòng 3 phút thôi. Đừng để ra nắng quá nha. Đừng để ra nắng quá, chứ chúng ta ở đây này, đang nắng ở dưới đất nè. Các anh chị nhìn thấy nắng không? Đó, thì chúng ta cũng không cần phải để như vậy đâu. Chúng ta làm trên đây thôi. Và bây giờ các anh chị nhìn là nó sạch không? Bắt đầu nó khô, nó sạch, không còn một vết bụi, vết gì dơ tay. Khi mà các anh chị nhìn nghiêng như vậy là các anh chị xài đĩa lâu năm á, các anh chị nhìn nó vẫn dơ, mà cứ lau thì nó lại càng mốc lên. Mà chúng ta cứ thấy nó không có đen thui đen thủi nữa, mà nó cảm giác sạch. Nhìn nó sạch nhưng mà nhìn nghiêng nó rất là dơ, nó đổi màu sắc. Nhưng chúng ta cứ dùng cái nước bình thường, chúng ta sử dụng, xịt cái vào trên vòi nước thả xuống là bảo đảm nó rất sạch. Và nhớ lấy khăn cô tông nha, khăn cô tông ẩm ướt để lau nha, lau qua là ok. Đừng lau khăn cô tông đang khô nhúng vô chưa kịp khô, nó chưa là mềm vải, chúng ta lau nó sức mặt nha chưa. Đó, bây giờ chúng ta bỏ vô là bảo đảm là nghe nhạc ok, không bị nổ mặt nữa. Dạ, nếu nó có nổ mặt thì nó rất là ít và nó sạch và kim, ok lắm, tốt lắm. Đó, đây chúng ta sẽ thử nè. Quên, mà trước khi thử thì cho anh chị xem nè, có phải nó sạch lắm không? Nè, nè, nhìn nè, sạch kinh chưa? Mà khi tay chúng ta sạch rồi, chúng ta cầm ở đây nó cũng sẽ trở là sạch nè. À, thì nếu như chúng ta tay không sạch, chúng ta cầm vô thì cái đĩa này nó sẽ có vân tay. À, nhưng giờ tay chúng ta đã sạch rồi thì cầm lên nó vẫn sạch luôn, cho nên rất là thoải mái. À, nó sạch tinh rồi. Giờ chúng ta nghe là nó hết nổ rồi nè. À, ok rồi, các bạn có muốn thử không? Nhưng mà thử nó sẽ mất bản quyền, thôi thì thôi, mình chỉ nói với các bạn, các anh chị là các bạn anh chị làm giống y như vậy là bảo đảm y xì nhít luôn. À, rồi mình sẽ làm cái video khác để mình đăng lên cho các bạn xem cho nó có nổ mặt không ạ. Sau cái video này mình sẽ đưa nó cho thử. Vì cái video này mở lên nếu bắt bản quyền thì cũng như không, lại tắt tiếng đi mất cả loại tiếng cho các bạn, cực kỳ rất là phức tạp. Rồi em sẽ làm video kế tiếp để em test nó cho bắt bản quyền của kênh khác luôn nha. Ok rồi, chúc các bạn thành công từ nay, yên tâm nha. Nhớ comment sau khi các anh chị làm xong và các anh chị nghe, và nhớ để lại lời bình luận cho mọi người cùng biết nha. Ok, xin chân thành cảm ơn.